Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Chúc các bạn xem kênh có một buổi sáng làm việc học tập thật là vui vẻ. Thì sáng hôm nay thì mình quay lại cái cây mai cúc siêu nụ cho anh khách anh xem. Đó. Bông này bông cúc nha anh em. Đấy, bông cúc. Nụ đây hôm bữa mình có quay rồi. Cái lượng nụ rất là nhiều. Rất là sai bông. Thì bữa thì cũng chưa có mặt bông nên chưa có quay được cho anh khách anh xem ha. Nhưng mà anh cũng tin tưởng mình, anh chốt cái cây. Thực sự là cái mặt bông của cây anh mai này thì mình cũng chưa có thấy luôn. Đấy. Hàng này hàng, hàng hàng siêu tầm, hàng độc, hàng hiếm. Đấy, mặt bông rất là đẹp nha anh em, nhiều lớp cánh. Đây được coi thì tầm 3 lớp rưỡi, 4 lớp nha anh em. 1 này, 2 này, 3 này. 4 5 lớp nha anh em. Có cái bông này nó lớp dày hơn nè. Đấy. Siêu nụ luôn. Nụ là trên cây là nó là chi chít luôn nha anh em. Đây, cứ một cái nút hoa như thế này nó ra 5 7 cái bông màu xanh này. Đấy. Anh em nhìn cái lượng nụ rất là sai. Nó không hết luôn nha anh em. Để cây này mà nếu mình gửi xe Phương Trang kịp thì mình gửi Phương Trang. Đó. Còn gửi không ấy thôi, gửi không được thì thôi à. Quay lại cho anh xem. Video hôm nay là mình có giao lưu một số cây mai nha. Anh em xem đến cuối video thì mình quay và báo giá một số cây. Đấy, cây này. Đây là cái cây mai cúc siêu nụ. Mình giao lưu cho anh Trường Tiền Giang rồi. Nụ hoa chấm chiếm trên cây. Mặt bông đây. Để mình quay và mình chụp, mình lưu giữ những cái kỷ niệm về cái cây mai lạ này. Rồi hôm nay thì mình giao lưu anh em một cái cây mai cúc rin. Đây, có mặt bông trên cây luôn. Cúc rin 2-3 lớp, 3 lớp vậy này. Được rồi, thử mấy lớp này. Mấy lớp cánh này. 1, 2, 3, 3 lớp rưỡi nha anh em. Tầm 3 lớp rưỡi. Bông mặt bông có trên cây luôn. Thì cây này chiều cao từ mặt gốc lên đến phần đỉnh ngọn là 90 nha anh em. Chiều cao cây á 90. Tán rộng thì 70. 70 cm. Đang trổ những cái mặt bông rất là vàng tươi trên cây. Màu vàng rất là đẹp ha. Rất là sáng. Sáng cây. Không có bị tối cây nha nè. Không bị buồn cây. Rất là đẹp. Đó, có mặt bông chuẩn cho anh em luôn ha. Nên anh em giao lưu cây của mình này, cứ yên tâm. Mặt bông là có hết, chuẩn hết. Cây này hiện tại là 1 chi, 2 chi, 3 chi, 4, 5, 6, 7, 7 cành một ngọn nha anh em. Nó tầm 7 cành và một cái ngọn. Đó, chiều cao 90, tán rộng 70. Chiều cao mình đo từ phần gốc này. Mình chưa có cộng thêm cái chậu nha anh em. Nếu mà cộng thêm chậu là thêm 25-30 phân nữa nha anh em. Đó. Cây đang có mặt hoa thì mình giao lưu cái cây này thì cái giá nó là 1 triệu chẳng nha anh em. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em nào muốn giao lưu có nhà ở giao lưu thì cứ liên hệ số điện thoại mình là 0987 096 755. Mình cứ để trên màn ảnh nha anh em. Đấy, anh này còn anh em nào chưa giao lưu được thì xem kênh cho vui. Đăng ký kênh, chia sẻ để mà lan tỏa kênh của mình ha. Mình rất là cảm ơn tất cả các bạn. Hiện tại thì mình cũng còn mấy chục cái cây mai cúc rin trong vườn. Đấy. Đang trổ mặt bông chuẩn hết cho anh em này. Cây nào bông của nó cũng đẹp hết nha anh em. Bông vàng rực hết. Trổ mặt bông chuẩn trên cây luôn. Đấy. Có cây này bông quá xuất sắc nè. Giá nó dao động từ 1 triệu đến 1 triệu 500 ngàn nha anh em. 1 triệu đến 1 triệu 500 ngàn. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển thì mình nếu mình giao xe thì nó giá nó tầm 200-300 ngàn mỗi cây nha anh em.
Nếu anh em mua số lượng nhiều thì có thể mình bao gước cho anh em luôn. Đấy, mạch bông là có hết trên cây nha anh em. Bông. Mạch bông là trổ hết trên cây rồi. Nên anh em cứ yên tâm. Giao lưu bên mình là mạch bông là chuẩn hết nha anh em. Đấy. Một vườn mai cúc vàng rực. Toàn cúc là cúc thôi nha anh em. Nhiều lớp cánh, nhiều lớp hoa. Cái này thì những cái này thì đa phần là kịp Tết hết nha anh em. Kịp Tết. Tại vì bông búp giờ mà nó mới bắt đầu nó xì xanh. Sáng sớm anh ra trổ một số cái hoa. Nụ hoa này, chúm chím lên cây này. Cây này trổ rất là đồng loạt. Đấy. Cây này hoa to. Bông to nha anh em. Mặt bông. Có hết luôn. Đấy, mình cũng còn khoảng bè máy 40 cái cây mai cúc nữa nha anh em. Cúc rin trong vườn. Thì anh em nào có nhà ý giao lưu thì alo đến mình. Kịp Tết hết nha anh em. Đấy, cái cây này thì mình báo giá lại là mình giao lưu anh em giá 1 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Một cây mai cúc đẹp. Giá bán lẻ như giá bán sỉ luôn nha anh em. Màu sắc rất là đẹp. Rồi, giờ mình ra phía trước mình quay giao lưu hai cây mai phôi cũng là phôi cúc luôn, giá phôi luôn. Rồi, đây là hai cây mai phôi mà bông cúc rin nha anh em. Thì mình bán con nó cũng giá như giá phôi thôi. Mặt bông cúc đó có trên cây luôn nha nè. Cúc rin nha, không có ghép. Cây này cây rin. Rin này mình nói rin nha nè. Không có ghép, không ghép gì hết. Nó bị hư cái thân nha anh em, chưa bị sâu đục thân á. Mình cưa bỏ giờ nó mọc lên được nè. Được cũng riêng của nó luôn. Riêng từ trong thân nó mọc lên. Mặt bông rất là đẹp trên cây. Bông nhiều lớp cánh. Anh em thấy không? Giờ nó Tết thì nó có mặt bông chuẩn để cho anh em tin tưởng giao lưu nha. Cây mai này thì hoành đế rất lớn á. Mình phải bứt bỏ cái tược rồi ha. Đấy, cái hình đế mà mình đo chỗ cái phần đặt này là 38 nha anh em, 37-38. Mình kéo thước chính xác cho. Rồi, cho 36 đi. 36 nha anh em, mình kéo rất là căng cái thước rồi nha anh em. Đấy. Ôm hết góc luôn. Chỗ này là 36 à. Ôm căng góc luôn nha anh em. Mình đang còn lo lo phía trên mình chưa có hạ thước xuống hết nha anh em. Là 36. Rồi cái cây số 2 này á thì cái hình chỗ này là tầm 20 hai mấy ta. Cũng hai mấy 30 gì đấy. Rồi đây các bạn. Cái cây số 2 này thì cái hình đế này cũng tầm 30 nha anh em. Đấy. 30 là mình đo phía trên cái góc này, mình chưa đo mấy cái cọng rễ nha anh em. Đấy. Tầm 30. Hoàn thân là hai cây là hoàn thân ngang nhau là 15 hết. Hoàn thân chỗ này nè, tại điểm này là 15 này. Tại điểm mình đo 15. Cây kia cũng vậy, cây kia thì hoàn thân thì cũng 15 nha anh em, tại điểm này. Hai cây mai cúc rin. Thì anh em nào giao lưu thì mình qua Tết thì mình cắt đôn cành nhánh lại cho nó gọn gàng vô. Mình cắt sát tay vô nha anh em, cắt sát tay vô. Đấy. Đôn lại hết. Cắt đôn để mà gửi cho anh em nó nhẹ cước. Chứ cây này mà tán rất là lớn nha anh em. Tán đó đưa qua 1, 2, 3, 4. Tầm re hơn mét nha anh em. Mét 2. Tán bay nó. Cây hiện tại đang có tán bay.
Cây này cũng tán bay luôn nha anh em. Đấy, hai cây bay như nhau này. Hai cây mai cúc riêng từ hạt luôn. Gốc đế này anh em thấy, mình bỏ lại keo 10 tiếng. Không suy nhơ gì so với gốc, gốc rất là lớn. Cây này thì đẹp hơn nữa luôn. Hai cây bay này mình đeo lươn nguyên cặp luôn nha anh em. Rất là khủng nha anh em. Tay chập hết. Cây này đang có hiện tượng đơn xù. Đơn xù nha anh em. Đây đám rất là khổng lồ. Thôi mình báo giá luôn, nhanh gọn luôn. Hai cái cây mai bay này mình giao lưu anh em một cặp luôn. Giá là 2 triệu rưỡi nha anh em, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em nào mà có nhà ấy mua thì cứ liên hệ với mình. Bọc cúc thì mình bông nó có trên cây hết nha anh em. Trúng cây trúng hoa, giờ là nó trúng hết nha anh em. Giờ thì tính ra có 1 triệu mấy, 1 triệu 2, 1 triệu 3 không phôi á, thì nó cũng ngang cái giá phôi thôi. Mà anh em mua giá phôi trong nhiều khi trong miền Nam mà nó không có được đẹp như thế này, mà cũng không phải cúc rin nữa. À, cái này là cúc rin mà anh em không có dám mua thì cũng rất là tiếc nha anh em. Đấy, mình bán giá nó cũng hợp lý thôi. Mặt bông mà trứng đét một cây hết nha anh em, rất là đẹp. Bông như thế này là chơi là vô tư nha anh em, về chơi cái rin luôn, khỏi ghép gì hết. Giờ mình giao anh em, mình chỉ cần cắt luôn lại thôi. Cây đẹp không đẹp mà đế đám mà cũng vững vàng nữa. Đế đám mà cũng như thế này mà ha. Cuồng thân lắc lượng. Còn anh em muốn cắt ghép anh em cắt chỗ này, cắt chỗ này, anh em ghép lại. Hay là chờ nó mọc phải được rừng anh em chơi. Cây này thì khỏi ghép, nó mọc trúng rồi, mọc ngay ngọn là khỏi ghép nữa nha anh em. Đó. Hoa rụng xếp pháo luôn. Gốc quá là dữ. To chà bé luôn. Đấy. Quá là to ha anh em ơi. Gốc này là không có khuyết cái bên nào hết nha anh em. Chút đỡ này còn nớ nữa nè. Đế bên đây anh em xem chân cánh này ha. Hết sức đẹp. Cây rất là đẹp, giá rẻ. Cặp này mình giao lưu giá một giá là 1 triệu 2, 1 triệu 3 ăn cây. Hai cây thì 2 triệu rưỡi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.